Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyên Chương Bất Động Sản. Và Chương đang có mặt tại một ngôi nhà rất là đẹp tại xã Vĩnh Ngọc của thành phố Nha Trang của chúng ta. Về hiện trạng, ngôi nhà này với diện tích là 68m² và là lô gốc hai mặt tiền. Thì mọi người cùng theo Chương đi tham quan căn nhà này nha. Rồi, xin mời mọi người vào nhà tham quan nhà cùng Chương nha. Thì hiện tại là ở trước nhà của chúng ta thì chủ người ta đang ốp đá granite rất là sang trọng luôn, cũng như là hệ thống đèn ở ngoài vào ban đêm nè. Cửa thì cửa nhôm xuyên pha cực kỳ chắc chắn luôn. Và bên trong đây, khu vực này á, là khu vực để xe của nhà của chúng ta. Thì ở phía trước chủ cũng bố trí một cái khu vực là vòi nước để chúng ta có thể là rửa xe cũng như là có thể rửa cái gì đó. Ví dụ đồ đi chợ về á, thì chúng ta cũng có thể là rửa ngoài này. Mọi người cùng theo chân Chương đi vào bên trong. Thì hiện trước á, là chúng ta sẽ có một cái cửa kính cường lực, cửa xuyên pha rất là đẹp. Và phía bên trong đây tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến khu vực là phòng khách. Thì ngay khi chúng ta bước vào trong, chúng ta sẽ có thấy ngay là một bộ sofa lớn và cực kỳ đẹp luôn. Thì đối diện bộ sofa của chúng ta sẽ có một khu vực bàn để chúng ta đặt cái tivi ở ngay vị trí như thế này. Thì chỗ đây chủ người ta cũng đã bố trí trước cho chúng ta là dây điện cũng như là dây cáp để chúng ta có thể đấu nối vào tivi của chúng ta. Thì ngay phía sau đây là chúng ta sẽ có một khu vực bếp cũng như là khu vực bàn ăn của căn nhà. Thì mọi người có thể thấy là bàn ăn cũng như là ghế thì rất là sang trọng. Cũng như là khu vực bếp của chúng ta á, thì chủ người ta ốp đá toàn bộ. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng là cho việc vệ sinh cũng như là ở đây chúng ta có một cái cửa để thoát khí ngay đây. Và hệ thống tủ để chúng ta là bỏ chén bát cũng như là khu vực đây chính là cái vị trí để chúng ta để máy hút mùi ở bên trong nhà của chúng ta. Và ngay bên cạnh khu vực bếp của chúng ta sẽ là một phòng ngủ ở phía dưới. Thì phòng ngủ này á, nó sẽ thích hợp cho gia đình chúng ta, nếu như gia đình chúng ta có người già thì rất là tiện để người già người ta đỡ một con mà chúng ta đi lên trên lầu. Và buổi đêm nó sẽ rất là an toàn cho người lớn tuổi. Thì bên trong căn phòng này á, có diện tích là đâu đó tầm 10m², thì chúng ta sẽ có một cái khu vực bàn làm việc ngay đây. Như là bên cạnh của chúng ta, đối diện chúng ta sẽ có một hệ thống tủ để đồ cực kỳ lớn luôn. Và đây là tủ chườm rất là nhẹ nhàng luôn mọi người. Đó, mọi người thấy không? Không gian rất là rộng. Ở trên thì chúng ta có thể là để các cái vali lớn, ở dưới chúng ta để đồ. Đây thì chúng ta có thể là để giày ở vị trí như thế này. Rồi, ở trên đây thì chú cũng đã bố trí sẵn là hệ thống để chúng ta là bỏ luôn cái máy lạnh vào cái vị trí ở đây luôn. Mọi thứ thì cũng đã thiết kế rất là đầy đủ cho chúng ta rồi. Phía sau phòng ngủ chúng ta sẽ có một khu vực phòng vệ sinh. Thì mọi người cũng có thể thấy được rằng là khu vực phòng vệ sinh của ta, chủ người ta ốp gạch lên cao lên trên trần. Thì với mục đích là để giữ cho nó sạch sẽ cũng như là nội thất bên trong phòng vệ sinh á, chủ người ta trang bị cực kỳ xịn sò luôn và rất là chắc chắn. Và bên cạnh phòng vệ sinh của chúng ta đây, chúng ta sẽ có một khu vực giếng trời. Và khu vực này chúng ta có thể tận dụng, chúng ta sử dụng để chúng ta bỏ máy giặt. Thì ở đây chủ người ta cũng đã bố trí một cái khu vực thoát nước ở ngay đây. Thì khu vực này chủ yếu chúng ta sẽ để lấy ánh sáng cũng như là lấy gió vào cho phòng khu vực phòng khách và phòng bếp của chúng ta. Ngay phía dưới cầu thang chúng ta sẽ có một khu vực kho. Thì đây gia chủ người ta cũng để tiết kiệm tối đa không gian, tận dụng cái khu vực dưới chân cầu thang để chúng ta có thể làm một cái nhà kho, để chúng ta có thể là bỏ các vật dụng mà gia đình chúng ta chưa cần đến. Thì bên cạnh chúng ta sẽ là khu vực cầu thang bộ đi lên tầng 2. Thì hiện tại là cái lan can chủ người ta là ốp bằng ốp gỗ cũng như là sử dụng kính để tối đa được cái không gian bên trong căn phòng của chúng ta. Rồi mọi người cùng theo chương đi lên tầng 2 nha. Rồi khi mà mọi người lên tầng 2 thì mọi người sẽ thấy được là chủ nhân của căn nhà này á, người ta đã tận dụng tối đa được cái không gian hai mặt tiền của căn nhà như thế nào. Thì hiện tại là mọi người có thể thấy là chủ người ta bố trí các cửa sổ rất là lớn, mục đích là chủ người ta lấy ánh sáng vào cũng như là các cửa gió lùa lớn ở cái vị trí như thế này. Hiện tại Chương đang ở trong toilet, ở trong phòng ngủ của chúng ta. Thì đây có thể gọi là một cái niềm ao ước đối với rất nhiều các cặp vợ chồng trẻ. Bây giờ mà mọi người tìm một căn nhà có toilet ở trong phòng ngủ thì khá là quý luôn. Đó thì hiện trạng toilet của chúng ta, chương trình toilet là dưới đầy của nội thất.
rất là xịn sò, cũng như là từ gạch ớt keo đến trong. Đây là không gian phòng ngủ ở phía trước của chúng ta, cực kỳ thoáng luôn. Với chúng ta sẽ có một khu vực nè mà ngày nay cũng như là hai màn này là hai màn trang điểm, cũng như là màn để đèn ngủ. Bên cạnh chúng ta sẽ có một cái về chúng ta để sách hoặc là chúng ta để đồ trang trí ở đây, cũng như là về khu vực này rất là bên cạnh. Rồi đối diện chúng ta sẽ có khu vực để chúng ta mở tivi ở đây, mọi thứ tất cả đều đầy đủ trang bị sẵn sàng cho các phương tiện luôn. Rồi và ưu điểm lớn nhất của cái căn phòng ngủ này là chúng ta có một ban công view cực kỳ đẹp luôn. Phía bên này của chúng ta đây là sông cái Nha Trang, nên khi mà quý chị đứng ở vị trí này thì mọi người thấy gió tát vào người rất là mát. Rồi mọi người cùng theo Trang Trương đi tham quan căn phòng ngủ thứ hai nha. Thì cũng tương tự căn phòng ngủ thứ nhất, thì căn phòng ngủ thứ hai của chúng ta nội thất cũng đều đầy đủ như bên kia thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một khu vực giường 1m6 nè. Đối diện giường của chúng ta là có một cửa sổ kính lấy gió và lấy ánh sáng cực kỳ lớn luôn, do đó mọi người thấy rằng căn phòng lúc nào nó cũng sáng hết. Cửa là cửa nhôm xuyên pha và kính cường lực nha anh chị. À, tương tự chúng ta cũng sẽ có một toilet bên trong phòng ngủ. Và bên trên chân đây là vị trí chúng ta bỏ máy lạnh nha. Dây điện là chủ người ta để sẵn hết rồi. Đó, đây cũng là bên trong toilet của chúng ta. Tất cả các thiết bị đều được trang bị rất là xịn. Này thay vì máy thuốc mùi thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ lấy gió cũng như là để thoát khí ha. Nội thất ở trong căn nhà này thì đã trang bị rất là tiện nghi rồi, chúng ta chỉ đem đồ vào và ở thôi nha. Anh chị nào đang tìm nhà ở tại thành phố Nha Trang và có tài chính từ 2.6 tỷ có thể là tham khảo căn nhà này, vì diện tích của nó cũng vừa đủ để chúng ta sử dụng cho gia đình từ 3 đến 5 người, và giá tiền nó cũng rất là vừa phải, và nội thất bên trong thì rất là đẹp luôn.